Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng lắng nghe thông tin về lịch tổ chức xét nghiệm sàng lọc sắc COVID-2 đợt 2 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Thưa quý thính giả, theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện nay huyện Dương Minh Châu đã có lịch tổ chức xét nghiệm sàng lọc sắc COVID-2 đợt 2 trên địa bàn cụ thể như sau: Thị trấn Dương Minh Châu, khu phố 3 ngày 26 tháng 8, khu phố 4 ngày 27 tháng 8, khu phố 2 ngày 28 tháng 8, khu phố 1 ngày 29 tháng 8. Xã Suối Đá, ấp Phước Lợi 1 ngày 26 tháng 8, ấp Phước Bình Hai ngày 26 tháng 8, ấp Phước Lợi Hai ngày 27 tháng 8, ấp Phước Bình 1 ngày 27 tháng 8, ấp Tân Định Hai ngày 28 tháng 8, ấp Phước Hòa ngày 28 tháng 8, ấp Phước Hội ngày 29 tháng 8, ấp Tân Định 1 ngày 29 tháng 8. Xã Phan, ấp Phước Tân 1 sáng ngày 26 tháng 8, ấp Phước Long Hai sáng ngày 26 tháng 8, ấp Phước Tân Ba chiều ngày 26 tháng 8 và sáng ngày 27 tháng 8 ấp Phước Long 1 sáng ngày 27 tháng 8, ấp Phước Tân 2 sáng ngày 28 tháng 8, xã Bầu Năng, ấp Ninh Hòa ngày 26 tháng 8, ấp Ninh Thuận ngày 26 tháng 8, ấp Ninh An ngày 27 tháng 8, ấp Ninh Bình ngày 27 tháng 8, ấp Ninh Hiệp ngày 28 tháng 8, ấp Ninh Phú ngày 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8. Xã Chà Là, Công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ, công nhân người lao động làm việc trong các trại, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp thực hiện ba tại chỗ và lực lượng làm nhiệm vụ xét nghiệm ngày 26 tháng 8, ấp Ninh Hưng 1 ngày 27 tháng 8, các tổ tự quản từ tổ 9 đến tổ 16 của ấp Ninh Hưng 1 ngày 28 tháng 8, ấp Bình Linh ngày 28 tháng 8, ấp Ninh Hưng 1 từ tổ tự quản số 17 đến tổ số 23 sáng ngày 29 tháng 8, ấp Bình Linh từ tổ tự quản số 9 đến tổ 23, sáng ngày 29 tháng 8, ấp Ninh Hưng 2 và ấp Láng chiều ngày 29 tháng 8, ấp Ninh Hưng 2 từ tổ tự quản số 8 đến tổ 13, ấp Láng từ tổ tự quản số 4 đến tổ 19, ngày 30 tháng 8. Xã Cầu Khởi, ấp Khởi An ngày 26 tháng 8, ấp Khởi Nghĩa ngày 27 tháng 8, ấp Khởi Trung ngày 28 tháng 8, ấp Khởi Hà ngày 29 tháng 8. Xã Trung Mít, ấp Thuận Phước ngày 26 tháng 8. Công ty KenSport ngày 26 tháng 8 ấp Thuận Hòa ngày 27 tháng 8, ấp Thuận Bình ngày 28 tháng 8, ấp Thuận An ngày 29 tháng 8, ấp Thuận Tân ngày 30 tháng 8. Xã Lộc Ninh, ấp Lộc Hiệp ngày 27 tháng 8, ấp Lộc Thuận ngày 28 tháng 8, ấp Lộc Trung ngày 29 tháng 8, ấp Lộc Tân ngày 30 tháng 8. Xã Bến Củi, ấp 2 và ấp 4 ngày 27 tháng 8, ấp 3 và ấp 1 ngày 28 tháng 8. Xã Phước Minh, ba công ty Công ty Thủy lợi Dầu Tiến Phước Hòa, Công ty TS Farm, Công ty Miwon ngày 26 tháng 8. Ấp Phước Lộc A, Ấp Phước Lộc B, Ấp Phước Nghĩa sáng ngày 27 tháng 8. Ấp B2 chiều ngày 27 tháng 8, Ấp B4 sáng ngày 28 tháng 8. Ấp Phước Lộc chiều ngày 28 tháng 8, Ấp Phước Bình ngày 29 tháng 8. Xã Phước Ninh, Ấp Bầu Dài ngày 27 tháng 8, Ấp Phước An ngày 27 tháng 8. Ấp Phước Tân ngày 28 tháng 8, Ấp Phước Lễ ngày 28 tháng 8 ấp Phước Hội ngày 29 tháng 8, ấp Phước Hiệp ngày 29 tháng 8. Kính thưa quý thính giả, trong thời gian này, rất cần sự đồng lòng chung sức của người dân. Tây Ninh tập trung mọi nguồn lực cho việc xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 đợt 2, đảm bảo an toàn hiệu quả, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khống chế sự lây lan của dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin về lịch tổ chức xét nghiệm sàng lọc sars cov 2 đợt 2 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Quý tín giả cài đặt ứng dụng Tây Ninh Smart để nhận thông tin cập nhật nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa chỉ www.ttv11.com.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến quý tín giả trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Thân mến, chào tạm biệt.